Vòng chung kết đã trải qua được 2 tuần thi và còn 2 phong cách còn lại là nhạc trẻ và phong cách nhạc cách mạng và biển đảo. Thì trong đêm thi thứ 3 này, Tuấn Hòa sẽ thể hiện một ca khúc theo phong cách nhạc cách mạng và biển đảo được mang tên Tổ quốc gọi tên mình. Theo Tuấn Hòa, ca khúc này là một ca khúc rất đẹp, được viết về Trường Sa và Hoàng Sa. Và với mong muốn qua ca khúc này, Tuấn Hòa và toàn thể quý vị hãy dành nhiều tình yêu hơn nữa cho biển đảo của quê hương mình. Tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào gành đá. Tiếng Tổ quốc vọng về từ biển cả. Bão tố dập dờn, trăng lưới bùa vây. Đang nghe Tổ quốc gọi tên mình bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào gành đá. Sóng cuồn cuộn lên dáng hình đất nước, một tấc biển cắt rời vạn tấc đất đớn. Oh,
hòa bình trên bãi rừng lửa. Tôi lắng nghe, tôi lắng nghe, tôi lắng nghe. Tổ quốc gọi tên mình. Tôi lắng nghe, tôi lắng nghe, tôi lắng nghe. Tổ quốc gọi tên. Trần Tuấn Hòa, 26 tuổi, đến từ Hà Nội, mã số bình chọn 06. Bạn đã vừa thể hiện ca khúc Tổ quốc gọi tên mình, nhạc của Đinh Trung Cẩn, thơ Phan Quế Mai, một ca khúc viết về biển đảo quê hương với phần hỗ trợ của nhóm bè. Và bây giờ sẽ là phần đánh giá của ban giám khảo. Xin mời. Xin chúc mừng em đã thực hiện rất là tốt cái bài hát vừa rồi. Và ban nhạc cũng đánh rất là hay và điều đó đã cộng hưởng rất là nhiều cho bài hát. Em đã thể hiện bài hát này rất là tốt. Thế nhưng mà đối với tôi á, thì tôi vẫn thích em ở một cái chàng trai hát những bài tình ca lãng đãng và nhiều tự sự hơn. Và em có thể truyền tải tất cả cảm xúc của em trong đó. Và theo tôi nghĩ thì đó với thật là em. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Xin chào em. Trước hết chỉ có hai điều cảm ơn em. Điều thứ nhất đó là cảm ơn em đã chọn bài hát này và thay mặt cho tất cả những người trẻ của Việt Nam gửi tình cảm của mình dành cho các chiến sĩ nơi đảo xa. Chị rất xúc động và điều đó vô cùng đáng quý. Điều thứ hai là cảm ơn em, ngay trong đoạn phóng sự đầu em đã bày tỏ tình cảm của mình khi em chọn ca khúc này và điều đó đã thành hiện thực khi em thể hiện nó trên sân khấu. Em đã dành tất cả tình cảm của mình cho nó. Có lẽ khác với anh Việt Anh một chút thì chị có cái quan điểm riêng của mình. Với chị, em là một chàng trai đầy bí ẩn. Tại sao? Bởi vì ở những vòng trước, em thể hiện một cái sự lãng đãng như Việt Anh nói. Cái gì đó bình lặng và không có nhiều sự đột phá. Nhưng mà chị vẫn nhìn ở trong em có một cái ngọn sóng ngầm. Và ngày hôm nay, những cái cơn sóng ngầm đó trong Tổ quốc gọi tên mình này, nó đã thực sự dâng trào thành một cái thứ lửa rất là mãnh liệt. Và điều đó em đã thể hiện rất vô cùng tốt ở chỗ là chị đã nhìn thấy sự cố gắng của em. Và càng về sau và càng về cuối bài thì cái điều đó đã thể hiện thật là rõ. Và chị chỉ có một điều thực tiếc và mong muốn hơn. Nếu như em dữ dội hơn nữa ở những đoạn kết. Và có một cái câu nếu em được chịu khó để ý. Cái đoạn mà biết bao triệu mỗi người thao thức tiếng Việt Nam. Cái nốt tiếng nó là cái nốt hoa mỹ mà tác giả đã cố tình. Nhưng mà em thể hiện nó chưa được tinh tế. Em vẫn dùng nhiều lực cho nó quá. Nếu mình tinh tế hơn trong cách xử lý bài và biết chỗ nào dữ dội, chỗ nào dịu êm thì chắc chắn sẽ hấp dẫn hơn. Cảm ơn em rất nhiều. Xin cảm ơn những nhận xét của ban giám khảo. Và bây giờ là số điểm mà ban giám khảo dành cho Trần Tuấn Hòa. Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương 19,20. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy 19,30. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam 19. Nhạc sĩ Việt Anh 19,40. Một số điểm quả là cao đúng không ạ? Và hãy tiếp thêm sức mạnh cho Trần Tuấn Hòa nữa bằng cách hãy nhắn tin bình chọn cho bạn ấy bằng cách THTH khoảng cách 06 gửi về 8483 thưa quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần dự thi của thí sinh tiếp theo.